Cùng với cả nước, người dân tỉnh Bình Dương đang hướng về miền Bắc thân yêu với rất nhiều tình cảm chia sẻ, cũng như quy động sự chung sức của cộng đồng để tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm vượt qua khó khăn. Tại một điểm tập kết nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào bị bão lũ tại đường Trần Văn Ơn, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, từ sớm nhiều người dân tại thành phố đã tới đem những đồ dùng thiết yếu như là mì tôm, nước suối, quần áo, sữa, với hy vọng có thể góp phần xoa dịu nỗi đau và khó khăn mà đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam lại càng được thể hiện rõ nét. Con thấy mọi người ở ngoài đó gặp khó khăn nên con mua 4 thùng mì bằng cái tiết kiệm của con để gửi cho mọi người. Với tinh thần tương thân, tương ái, trên khắp các địa phương, huyện thị của tỉnh Bình Dương, nhiều cá nhân, tổ chức thiện nguyện đã tạo thành các điểm quyên góp, thu hút sự ủng hộ của mọi người dân trên địa bàn. Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng đã vận động hỗ trợ 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, ủng hộ đồng bào các địa phương gặp khó khăn. Hành trình phục hồi sau mưa lũ vẫn còn dài. Với tình đoàn kết và lòng nhân ái đã được thể hiện rõ rệt qua sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng, cùng với sự nỗ lực không ngừng của người dân miền Bắc, chắc chắn rằng những khó khăn hiện tại sẽ sớm qua đi.